gặp một cái cô. Cô đến, cô nói: dạ thưa thầy, cho con xin cúng dường thầy kết duyên và cho con nói mấy câu. Nó thật sự lúc trước chính gia đình của con khổ lắm thầy ơi, mà từ khi mà đi đến chùa nghe thầy chia sẻ Phật pháp mà bây giờ con thấy rõ ràng, bây giờ chồng con cũng biết Phật pháp, con cũng biết Phật pháp, con cũng biết Phật pháp. Tự nhiên gia đình của con á, lúc trước á, thầy biết rằng á, là làm ăn là không có được một cái gì, thiếu nợ hoài luôn thầy. Mà từ khi mà nghe Phật pháp tới bây giờ vợ chồng con biết ăn chay, biết niệm Phật. Vì mà vợ chồng con bây giờ sống hòa thuận, từ khi mà hòa thuận tới bây giờ thì gia đình con làm ăn phát đạt luôn, được lắm thầy. Nên con lâu lâu con đi đến chùa, con có thể có tiền con cúng dường Tam Bảo. Chứ lúc trước mà thật sự mà nói, có khi con đi chùa mà con không có tiền xe mà đi nữa cho nên cúng dường. Vì mà chỉ có tiếp nhận giáo dục thôi, rồi xong vợ chồng con sống hòa thuận thương yêu nhau. Như vậy đó mà giờ gia đình con rõ ràng là làm ăn được dữ lắm thầy. Và rất là tốt, nên con rất là biết ơn thầy. Nhờ đi đến đây nghe thầy chia sẻ Phật pháp mà nó cởi mở rất nhiều thứ trong tâm tư của mình, mà bây giờ gia đình được đặc biệt tốt đẹp. Rõ ràng câu người xưa nói quý vị, gia hòa vạn sự hưng. Con người bây giờ thì chúng ta quan niệm cái gì? Quan niệm phải năng lực làm việc, quan niệm chúng ta phải làm cho nhiều. Nhưng Đức xin thưa quý vị làm nhiều chưa chắc. Làm nhiều chưa chắc đâu. Chính những Đức cũng đã từng làm nhiều rồi nè. Làm quá trời luôn mà nó có cái thứ gì đâu. Tại vì sao vậy biết không? Vì mình không có dưỡng tâm, nên trong cái tâm mình nó vẫn muốn tìm một cái cuộc chơi gì đó để nó đỡ buồn. Nên nó làm bao nhiêu là nó phải tìm cái cuộc chơi gì đó để đỡ buồn, nên mình xài sạch nhất hết trơn. Còn nếu như tâm trạng con người mình mà khi nó an lạc trụ vào một cái pháp tu mà con người mình nó không tạo nghiệp thêm nữa, thì quý vị biết rằng tuy là quý vị làm ít nhưng mà lạ nó dư tiền 100% luôn á. Mà nó càng dư tiền rồi nó càng tạo phước thêm. Giống như cái ly nước của mình uống không có bao nhiêu mà cái châm hoài vậy đó. Nó châm đến mức mà chúng ta thêm một cái ly nó châm nữa, rồi cứ ly nào cũng là đầy nước hết trơn thì tha hồ mà uống. Còn thí dụ như cái tâm mình mà nó không an lạc đi, quý vị chưa được một ly nước là vì uống gần cạn cái ly đó, mà uống rồi mà còn đi mượn nước người ta để mà uống nữa chứ. Vậy thì đố quý vị mà làm có tiền luôn á. Nên chính những Đức đã xác thực 100% luôn nè. Tại chính mình mười mấy năm trên thành phố là cũng cực lực làm luôn á. Cũng có cái quan niệm giàu nhưng mà không có giàu. Thật sự mà nói có khi làm mà có tiền á, là cầm chưa nóng nữa là nó không còn cắt nữa. Mà lạ thay khi mà con người không biết tu, rồi vừa mà có tiền là mình muốn đi tạo nghiệp liền à. Mình vừa có tiền là mình muốn đi tạo nghiệp liền vậy đó. Chỉ cần có tiền trong tay là mình sẽ suy nghĩ những cái cuộc chơi liền, không nói dòng do chứ. Còn hết tiền thì buồn hiu à. Hết tiền là mặt xù xù vậy đó. Nhưng mà có tiền là sự chuẩn bị đi chơi, là tính toán những cái chuyện tạo nghiệp liền. Mà không có tiền là buồn sân si. Khi mà không có tiền là cái người không biết tu là sân si dữ lắm. Khi hết tiền là cái mặt kỳ cục lắm. Nên có nhiều người ta nói nhìn cái mặt là biết hết tiền, khó chịu bực bội. Không nói cái nồi, cái này như Đức nói 100% quý vị, nhiều người dính lắm á. Từ khi mình nghe đạo mình tu rồi nó mới cởi mở tâm tư, nó mới cởi mở tâm tư được. Dù trong túi không có tiền nhưng mà mình rất tự tại luôn. Mà lạ thay luôn khi mà mình biết tu rồi quý vị, trong túi mình không có một cắt bạc nào chứ, mà có người ta lo cho mình phải re, mình nằm mình ngủ thoải mái tự tại. Còn có tiền mình sợ bị rớt. Nó giống như bây giờ hổng đi về quê, như Đức đưa ông Dựng Ngô ông cầm tiền, trời ơi ông sợ muốn chết luôn. Ông cầm tiền ông sợ bị mắc á. Quý vị biết rằng tại vì sao? Trách nhiệm của ổng là ông cầm tiền, ông lo cho mấy chục người đi chơi. Thì quý vị biết rằng ông cầm tiền rồi tiền đó là có đi làm từ thiện nè, tiền đó có đi phụ làm đường nè, rồi tiền đó rồi có đi phóng sanh nè. Nó làm đủ thứ trong cái tiền đó. Những Đức đưa ổng cọc tiền, ông bỏ vô một cái giỏ nhỏ. Ông bỏ giỏ nhỏ xong ông máng vô cái người ổng bên trong, rồi ông bận cái áo thun bên ngoài. Rồi ông bỏ cái áo thun đó vô cái quần của ổng, là ông cuột lại. Rồi xong ông bận thêm cái áo bên ngoài, rồi ông bận thêm cái áo gió bên ngoài. Cái bụng trình bình cái gì nè, cái bụng trình bình gì, còn mấy anh em thì tha hồ hát ca vui vẻ chơi. Còn ổng thì phải mang cái trách nhiệm gì đó quý vị. Tại giờ lãnh trách nhiệm thì phải, ông phải cố gắng ông lo. Chứ lỡ mất tiền của Tam Bảo sao trời, cái đó là cái đó đúng rồi. Nên những Đức mới nhìn ổng, như Đức mới giao tiền cho ổng. Chứ gặp mà đưa người bê tha ai mà đưa, nhưng ổng có trách nhiệm ổng lớn. Nên những Đức giao cho ổng, đã tin tưởng giao cho ổng, ổng có trách nhiệm. Mà đã có trách nhiệm rồi ổng chịu khó chịu cực thấy chưa. Còn mấy ông khác thì thôi thoải mái, đi chơi đồ thoải mái.
hát hò đồ rồi niệm Phật đồ thoải mái. Còn ông Dựng Ngôn thì cỡ nào ông cũng nghe mấy chú nói ông ngồi ăn mà cái bụng trình bình không. Đi qua bên Châu Đốc bên bệnh á, đi qua bên Châu Đốc bên bệnh mà đi vô nhà vệ sinh mà có bốn chú đi theo ổng. Thế quý vị thấy nó khổ chưa? Nên con người mình khi nghe đạo, khi tu á, mà mình càng đơn giản chừng nào là mình càng sống vui chừng nấy à. Nó càng đơn giản thì là nó càng vui chừng nấy. Chính những đức đã cảm giác được chỗ này nè. Quý vị biết rằng như hồi chưa xong rồi, những đức qua bên kia ăn cơm chung với mấy anh em mà có phước tịnh rồi ngồi ăn cơm chung với nhau. Những đức khi ngồi với mấy anh em mà nó gần gũi vô cùng. Những đức nói đúng là rõ ràng, ăn đông đông nó ngon. Chứ bây giờ mà gặp mà để cái bàn bên phòng như đức ăn, mình ăn ngon. Giống như con heo một mình ăn nó không giữ bằng là nhiều con nó cùng ăn. Vậy đức nói mấy câu nó rất đơn giảng. Nó nghĩa là một ông thầy giảng pháp không giờ nói như cái điều như vậy. Như đức nói rất đơn giản. Nghĩ sao như đức nói là vậy à? Sự thật hồi xưa nhà nuôi heo rõ ràng. Một con heo nó cứ ăn nó tóm bẹp bẹp. Vậy mà hai con thì nó lấy cái dai nó đụng với nhau. Nó chen qua mà nó chen được bập 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 bập. Nó sợ heo ghê ăn. Nên từ nơi đó mà nhiều người ăn ngon ghê trời. Ngồi ăn cơm chung anh em đủ nhau, tự nhiên một cái dĩa mà một món đồ ăn á cùng gấp á, trời ơi nó ăn mà nó hứng thú nha. Mà nó mình ăn tranh thủ với ăn chồng nó dớ cái trời sao. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mình thấy rõ ràng rằng là khi nó sống con người một đơn, con người đơn giản á thì nó rất là hay. Mà con người đơn giản nó rất dễ tu. Mà con người càng đơn giản chừng nào thì cái danh mình nó càng nhẹ chừng đấy. Nó, cái danh nó nhẹ thì con người khỏe. Còn con người mình mà cái danh nó lớn là con người mình sẽ nặng nề. Nên những đức nói rằng là tất cả những vị mà đi đến chùa mà tu, quý vị sẽ hạ được cái ngã rất là nhiều. 100% người nào mà không hạ cái ngã là không có đi đến chùa mình tu được đâu. Nhất là những người mà biết Phật pháp lâu năm, mười mấy hai chục năm, quý vị dễ dính cái bệnh này lắm nè. Đây là kinh nghiệm những đức đã gặp nhiều người như vậy. Mười mấy hai chục năm ở trong đạo, hiểu biết nhiều, nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh không biết nhiều cái này cái kia ha. Ban đầu thì tu kịch liệt luôn, càng nghe pháp về sau càng lâu thì cái chuyện mà chung chạ tu với người ta không tu, phải cao cấp à. Còn gặp quen là quen cái người phải tu nhiều năm lớn, người lớn mới chờ thua rồi. Trời ơi, mình tu càng lâu thì mình phải hiện cái tướng nó càng gần. Mình tu hết với tất cả con người mình mới dẫn dắt người ta đi tu được. Ví dụ như mình là một người biết Phật pháp lâu, mình hòa nhập được, mình tu chung. Ngày xưa mình mới đi đến chùa là mình vào chánh điện mình tu đủ kịch liệt. Mà vậy mà có những người tu nhiều năm không vô chánh điện nha quý vị. Không vô chánh điện tu đó. Tại vì sao nói cái câu mà này là cái câu thất bại của nhiều người nè. Tu thì ở đâu mà tu không được, cần gì đi vô trong đó làm chi cho đông đúc lễ lộc, ì ì ồn náo. Thấy không? Không biết tu phước tu duyên chút nào hết trơn chặt. Trời ơi, tu chung đông nó mới vui. Tu mà nhiều người tu nó mới vui. Kẹt quá mới mình tu. Ít nữa thì 10 người tu. Còn đông cả ngàn người, chục ngàn người thì mình mừng. Mình mừng vì Phật pháp có nhiều người đến tu. Mình vô đó mình tu chung. Vậy là mình thích hơn. Càng đông thì mình càng thích à. Chứ sao? Cái tâm mình vậy thì cái tâm mình nó mới lớn. Còn mình tu càng lâu mà mình không chịu tu với người ta vậy chứ nha. À, ngày xưa thì lễ Bồ Tát Quán Thế Âm lễ ào ào vậy. Tu 5-10 năm sao thôi. Ở đâu mà lại không được. Tâm có Di Đà thì đâu mà không Di Đà. Tâm có Quan Âm thì đâu mà không Quan Âm. Cái tâm không à, không chịu tu nữa. Không chịu lễ Phật, không chịu lễ Bồ Tát nữa gì chứ. Thua rồi, thất bại rồi. Nên chúng ta có tâm mà chúng ta phải tu luôn kìa. Nó mới được. Càng tu lâu chừng nào thì chúng ta phải hòa nhập với con người ta chừng nấy. Thí dụ như giờ quý vị có địa vị đi, nhưng mà quý vị gần với tất cả những người bình thường, không phải là quý vị bị lép đâu, mà nó càng tăng quý vị cao lên thêm nữa. Nó càng năng quý vị càng cao lên thêm. Chứ không phải rằng là bây giờ mình là người cao phải chơi với người cao á, chơi với người có địa vị á. Còn mấy người mà nhỏ nhỏ tóc thấp mình không chơi với người ta. Cái tâm đó nó nhỏ lắm quý vị ơi, thấy không? Nên cái người nghe đạo, người tu của mình là càng tu lâu thì càng hạ mình, càng tu lâu thì càng đơn giản. Nhớ đó. Đó. Nên quý vị đi về chùa thấy không? Bây giờ quay phim chùa mình đi. Đúng là rõ ràng. Người ta hướng sao nó ra vậy? Những đức tìm hiểu dữ lắm. Thí dụ như tìm hiểu tất cả những buổi giảng, nhiều người ngồi giảng đồ này kia đâu. Tìm hiểu lắm.
Mỗi một vị giảng sư nổi tiếng như Đức tìm hiểu, nhìn từ cách giảng của ông và từ cái hàng Phật tử của ông ngồi nghe ông giảng, nhưng Đức để ý rõ ràng. Bây giờ cái hàng Phật tử của chùa mình mà khi quay phim, quý vị nhìn đi, hình như con người nào quý vị cũng thấy rất là đơn giản bình dị. Mà đâu phải những con người trong đây người nào cũng là cái người tệ không đâu, đâu phải người nào cũng là nghèo không hoặc là không có địa vị đâu. Nhiều người trong đây người ta có học thức mà người ta có địa vị lắm. Như vậy đó, mà do người ta được cái nền tư tưởng giáo dục nó truyền tư tưởng cho người ta tiếp nhận. Nên quý vị nhìn cái hội chúng của chùa mình đó, hình như họ rất đơn giản, một màu áo lam, gương mặt không son phấn. Thấy không? Nhìn đi. Họ rất là đơn giản luôn. Còn tất cả các buổi giảng của nhiều vị thầy, những Đức thấy là loè loẹt, có những người mà hộ trì Tam Bảo đồ bận đồ này áo nọ son phấn trang điểm quá trời. Có khi đi guốc cao nữa không chừng. Còn hàng Phật tử về chùa mình bị coi người ta đơn giản ghê không? Là do gì cái tư tưởng của ông thầy ông dẫn dắt. Nó thành quen luôn. Nó bây giờ nhìn xuống đi, không có bao nhiêu người hết chứ. Nó không, hình như không có. Thật sự mà nói đi vô đây mà tu 2 ngày mà son phấn chắc người ta quýnh quý vị quá. Tại vì sao vừa ngồi nằm gần người ta không? Nó dính này dính cái kia rồi ăn uống rồi cơm nước nó dính vô kem phấn. Rồi ngủ thì mồ hôi mồ kê nó chảy ra tùm lum tùm la. Nó ghê muốn chết luôn quý vị thấy không? Nhưng mà do cái hướng dẫn nó thành quen, rồi con người ta chịu khó chịu cực người ta tu. Nên những Đức nói rằng người tu hành nên tập đơn giản. Đơn giản nhưng không bày hày. Đơn giản những lúc những nơi đúng chỗ. Đơn giản chứ không phải là không hiểu biết. Mình sống đơn giản bình dị, nhưng nói về ăn diện mình rất biết ăn diện luôn. Chứ không phải là mình quê mùa không phải không hiểu. Nhưng mà mình tập cái lối sống của mình đơn giản bình dị thôi. Thấy không? Rồi nếu mà mình mà gặp những cái việc mà đi mà đám tiệc này kia thì mình cũng để cho chồng mình nở mặt nở mày, mình cũng là ăn diện một chút được. Chứ không phải không có, không phải là mình quê mùa mình không biết gì. Rồi mình khi mình đi giao tiếp với người ta, mình là người nghe đạo, thì cái cách nói chuyện của mình cũng không thua xúc gì người ta cả. Cái cách nói, cái cách giao tiếp của mình nó rất gần gũi, ai thấy cũng quý mến và ai thấy cũng thương yêu. Còn mình đi đến đâu mình cũng hòa nhập được. Quý vị là người tiếp nhận giáo dục mà như vậy thì làm gì mà cái cuộc đời của người quý vị nó không phát triển được. Nên những Đức nói rằng một cái nền giáo dục của Phật Đà là một cái nền giáo dục đặc biệt trí tuệ. Chúng ta đã tiếp nhận được nền giáo dục này thì chúng ta phải biết áp dụng để cuộc đời chúng ta sống nó có ý nghĩa trong cái cuộc đời của mình. Nên những Đức thấy rõ ràng luôn á. Những Đức nói với đại chúng trong chùa mình á, quý vị đừng có ở trong chùa tu hoài mà nghĩ rằng chúng ta không biết gì, làm gì không biết. Tại vì cho chúng ta cảm giác được mình ở trong chùa nó bình yên, mình không muốn đi đâu hết trơn thôi. Thí dụ giờ những Đức nghĩ, những Đức ở một nơi gì thôi, những Đức cũng có thể hướng dẫn Phật pháp từ xa khắp nơi nơi được chắc được. Thí dụ như bây giờ đi có những cái nơi đi người ta, con người ta đám cưới cái này kia rồi đi. Những Đức nói bây giờ mà có truyền hình trực tiếp này, hoặc là trước ngày gì, 2-3 ngày đó, người ta báo những Đức biết thử coi. Những Đức có một buổi giảng nửa tiếng đồng hồ, thí dụ như bây giờ nguyên một cái đám cưới đó, người ta mà đám cưới biết tu hành đi, mình có một buổi chia sẻ cho người ta, gia đình hai bên, cha đàn trai đàn gái người ta đều được lợi ích vì Phật pháp. Rồi chú rể cô dâu này được nghe Phật pháp luôn. Từ cái ban đầu nó được tiếp nhận giáo dục một chút đó, ít gì nó cũng đỡ, nó cũng đặc biệt chứ. Thấy không? Nó đều có buổi chia sẻ, dù là ở một nơi không cần đi đâu luôn, mà người ta cũng không được đi về chùa mình làm lễ hằng thuận. Vì sao? Vì chùa mình là chùa tu hành cầu giải thoát. Rồi trong đây có nam có nữ, mình làm lễ hằng thuận ở đây, mình làm lễ hằng thuận ở đây. Rồi mấy người nữ trẻ nam trẻ ở đây, họ nhìn lễ hằng thuận cái tự nhiên trong lòng của họ, họ nhìn ngó họ thích làm sao, họ khởi tâm làm sao, trời ơi, nó tướng do tâm sanh mà cái tướng là cái hoàn cảnh. Bây giờ nhìn hoàn cảnh đó như vậy, cái tâm nó sanh ra nó thích làm sao, hiểu không? Nên có nhiều người nói giờ con của con làm lễ hằng thuận xin vô trong chùa thầy đi, rồi nấu ăn mời mọi người đi vô đây hết trơn, tiền chúng con bỏ ra nấu ăn hết luôn. Nhưng mà khi người ta đi bao thư thì nhà chùa nhận. Cái này là cái mà thí dụ quý vị nhìn cái lợi trước mắt thì ngon đúng không? Nhưng mà cái hại cho cái đại chúng trong chùa quá lớn. Không là làm gì đâu. Làm gì chắc chùa này trở thành cái chùa đám cưới quá. Không còn cái chùa tu hành giải thoát nữa, hiểu không? Nên từ ban đầu nó dứt luôn, nhưng mà cũng có cách để giúp người ta được chứ sao không có. Thí dụ như giờ người ta tổ chức một cái chương trình gì ngay một cái nơi nào người ta tổ chức đi. Nhưng mà vẫn có một buổi chia sẻ Phật pháp mà nói rõ ràng, xác thực nhất trong cái cuộc sống nhân sinh giữa đôi vợ chồng này, hoặc là
về cái chuyện mà hai bên đã bắt tay làm xuôi gia để mà xây dựng hạnh phúc cho con trẻ. Hai bên này phải có một cái tư tưởng giáo dục làm sao, có sự tôn trọng với nhau làm sao. Thí dụ như quý vị để ý đi, hai người làm xuôi gia mà chỉ cần không thuận là giữa con cái ít bao giờ thuận được lắm. Cái đầu nó đã không được tốt làm sao mà cái đuôi tốt. Nên từ nơi đó hai bên nó bắt tay làm xuôi gia. Dù cho chị xuôi hay anh xuôi, người ta có quê mùa hay lúa, nhưng mà mình đừng có cười chê người ta. Cái quan trọng là bắt tay nhau để xây dựng hạnh phúc cho con, chứ không phải là mình giàu mình coi thường anh xuôi chị xuôi nhà nghèo, không phải vậy đâu. Hoặc là mình có địa vị mình cao sang mà anh xuôi chị xuôi quê mùa mình cười chê người ta, không phải cái lý do này. Mà cái mà mình bắt tay nhau để xây dựng hạnh phúc cho con là tôn trọng nhau. Bên nào cũng sanh con mà nuôi con cực khổ, nên bên nào cũng tôn trọng. Mình thương con mình thì cũng như người ta thương con người ta. Vậy thì con người ta về làm dâu nhà mình thì mình thương con người ta, cũng như con mình, con gái mình mà đi về nhà người ta làm dâu vậy đó, mình cũng mong người ta thương con mình, quý vị. Nên từ nơi đó con người chỉ cần cởi mở chỗ này ra, thì cái việc mà quý vị làm mẹ chồng, quý vị đâu có bao giờ mà quý vị khó khăn với con dâu. Mình biết bây giờ cái thời cuộc này đâu phải là dâu như ngày xưa. Dâu ngày xưa là con dâu, còn dâu bây giờ là bà dâu. Mình đã biết nó là bà dâu rồi thì nó làm được số việc thì mình chấp nhận thôi. Nó làm được gì, việc gì tốt thì tốt việc đấy. Còn nó không làm được việc gì thì mình biết nó là bà dâu thì mình phục vụ nó thôi. Biết đâu mình phục vụ nó mà nó thấy nó tội nghiệp, nó lại thương mình không chừng. Còn bây giờ mình nói này nói kia nói nọ, có khi vợ chồng con mình lại mất sự hạnh phúc. Hiểu không? Mình đã biết con người ta bây giờ nó không được tiếp nhận giáo dục. Bây giờ quý vị coi, người ta sanh con người ta là số 1, con người ta là đỉnh cao nhất. Có khi một đứa con nít trong nhà nó làm cha mẹ của trong gia đình đó luôn á. Bây giờ con nít phần nhiều nó ưa thành ra cái vấn đề này lắm. Nhất là con nít nhà giàu, con cháu hiếm, là được sanh một đứa cháu là con cháu của mình là ông cha ông mẹ ở trong nhà đó đó không đó. Như vậy thì khi nó làm cha mẹ nhà đó rồi thì nó về nhà mà nó cũng muốn làm cha mẹ chứ. Nên bởi vậy mới nói là bây giờ không còn con rể con dâu mà là ông rể bà dâu. Hiểu không? Đã hiểu nguyên lý này rồi thì mà mình còn trách làm chi? Có nhiều người già nó bị cổ lưu sĩ, nó thành ra một cái tư tưởng gì nè: tao ngày xưa tao làm dâu đâu phải như tụi bay, tao mà như tụi bay ngày xưa là tao bị đuổi ra khỏi nhà. Đúng rồi, ngày xưa là cái quy luật của ngày xưa. Còn bây giờ cái thời thế nó phát triển vô cùng, con người có thể cầm một chiếc điện thoại mà coi cả toàn thế giới rồi. Còn ngày xưa á, mới bị đi đến nơi đó, mới bị học từng chút, mới bị gặp bạn bè anh em, mới bị phải đi bộ, đi xe đạp, có xe Honda là cũng mừng lắm rồi. Còn bây giờ người ta cái vèo cái là người ta gặp nhau, hoặc là khỏi cần gặp nhau, người ta chỉ cầm điện thoại người ta bấm thôi, là bên đây nói chuyện bên kia nói chuyện, là người ta gặp mặt nhau, người ta đối thoại nói chuyện rồi, đúng không? Cái thời thế nó phát triển đến mức như vậy. Mà thời thế nó càng phát triển chừng nào thì cái nền giáo dục của con người nó càng tệ chừng đấy. Mình đang nhận thức chỗ này nên mình là người già, người lớn, mình phải có một góc độ cho nó sâu. Như vậy thì mới nói là càng già thì càng thông minh và trí tuệ. Trí tuệ là nhìn ra cái thời cuộc, thì mình sẽ nhận thức và áp dụng cái thời cuộc cho con cháu phù hợp, chứ mình không trở thành một con người quê mùa của lưu sĩ. Những đức tuy là đi tu nhưng mà những đức cởi mở vô cùng luôn. Đối với cái chuyện tuổi trẻ này kia, những đức rất là hiểu biết về cái việc ăn bặn đồ đạc hay ăn diện này kia, những đức đều biết hết trơn. Không có cái gì mà những đức không biết cả. Nhưng mà mình dạy là dạy cái con người người ta tiếp nhận kìa. Còn cái con người mà ta không tiếp nhận thì mình đẩy theo cái hướng của người ta. Được, tốt, cái tốt về hưu, cái tốt của mày, mày tốt. Còn tao nói tốt mày không chịu thì cái tốt của mày mày cứ chọn đi. Nhưng phương hướng tao giữ bình thường vậy đó, nhưng tao không đụng mày thôi. Hiểu không? Một ngày nào mày muốn thích hỏi thì tao nói cho mày nghe. Nếu quý vị là người ông bà cha mẹ mà có một cái hành động gì thì quý vị đúng là người tu hành nhìn thấu và buông xuống thật sự, có trí tuệ đó, 100% luôn đó. Nên mình học Phật nó phải như vậy đó. Quý vị coi bây giờ khó tìm ra được con cái mà hiểu đạo lắm quý vị ơi, hiếm lắm. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết, ngày nói con người bây giờ càng về sau thì càng khổ. Người già càng về sau thì càng bị bỏ rơi, hiểu không? Nói quý vị coi bây giờ đơn giản thôi, đất nước chúng ta thì viện dưỡng lão ít, đúng không? Tại vì đất nước chúng ta còn cái chữ hiếu tương đối. Như đất nước nước ngoài, nước Mỹ đồ này kia là viện dưỡng lão là gọi là trở thành một mô hình, gọi là cắt viện dưỡng lão, người già phải vô viện dưỡng lão hết. Vì sao? Vì nước ngoài hoàn toàn bất hiếu, hiểu không? Đã hoàn toàn bất hiếu thì nên người già mới đi vô viện dưỡng lão. Chứ nếu như mà có hiếu thì làm gì đi vô viện dưỡng lão làm chi? Tuy là một đất nước nó phồn hoa đô thị nhưng mà con người ta có thể tới 18 tuổi cha mẹ không được quyền nói người ta.
Thí dụ như đất nước Mỹ, đại lão và Thượng Tinh Không ngày giảng thuyết, ngày nói rằng đứa con 15, 16 tuổi còn có quyền nói nó. Đứa con 18 tuổi bỏ nhà đi, đi báo công an, cảnh sát. Cảnh sát nói bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. 18 tuổi, 18 tuổi mà còn đi báo cảnh sát là nó đi khỏi nhà hả? Thôi khỏi đi. Nếu mỗi năm nó đi mà nó còn gửi về một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật là cũng được rồi. Còn cái chuyện 18 tuổi nó muốn đi đâu nó đi, cái chuyện đó là cái quyền quyết định của nó. Từ khi là dưới 18 tuổi thì mới đi báo cảnh sát là con tôi bỏ nhà đi mất tích rồi, thì chúng tôi đi tìm. Nhưng 18 tuổi nó bỏ nhà, nó đi đâu nó đi, kệ nó. Quý vị thấy một đất nước phát triển như vậy, chúng ta đưa con chúng ta qua bên nước ngoài đi du học, quý vị hãy nhìn nhận đi. Nên những đức nói rằng có những người nghĩ về tương lai cho con, mà có khi gia đình chỉ có một hai đứa con mà đưa con đi nước ngoài du học để tương lai của con chưa chắc. Cái tương lai của con là tiếp nhận giáo dục xác thực, chứ không phải là giáo dục cái chuyện mà chúng ta học thức để kiếm tiền đâu. Không phải đâu, mà là phải tiếp nhận giáo dục làm người kìa, nó mới là thật sự có tương lai. Tại vì cái tương lai là nó quay lại, tương lai là quay lại đối với con người, đến với con người. Còn cái tương lai mà người ta đưa con người ta đi nước ngoài là tương lai tiền bạc. Tiền bạc là nó mất đi nhân cách con người nhiều lắm. Phật Pháp á, là nó dạy con người ta xác thực vô cùng. Nên quý vị nghe những điều này rồi quý vị thấy có rất nhiều người dù là có học thức nhưng góc độ của họ như Đức thấy rất là cạn. Có một cặp đôi vợ chồng này, gia đình cũng khá giả, gia đình chỉ có đúng một đứa con gái. Nhưng Đức nói đây không cần thiết phải nghĩ là ai cả, vì nhớ chỉ có đúng một đứa con gái thôi. Vậy mà đưa đứa con gái đi nước ngoài du học. Nhưng Đức hỏi, ủa cô chú nghĩ như thế nào vậy? Mình có một đứa con gái, gia đình cũng không đến nỗi khó khăn quá, nó là con gái, tương lai cũng đi làm vợ người ta thôi. Bây giờ cô chú đặt vấn đề sự nghiệp của nó lớn lao quá, không lẽ muốn nó là đứa con gái không có chồng để tương lai nó có sự nghiệp, nó nắm được sự nghiệp. Vì đứa nó không có chồng nó mới hướng đến sự nghiệp quá cao. Vì người phụ nữ mà quá sự nghiệp cao thì thường là không có chồng, khó thế nào làm ra một người vợ hiền được lắm. Một người phụ nữ mà sự nghiệp cao khó thế nào là một người vợ hiền lắm quý vị. Chỉ có người đàn ông mới là sự nghiệp cao thôi, còn người phụ nữ phải là người đảm đang thì nó mới là có một mái ấm gia đình. Vì mình hướng cho con gái mình là một đứa có sự nghiệp cao thì đứa này thường là không được hạnh phúc. Có một đứa con gái thôi đẩy ra nước ngoài du học luôn. Ở Việt Nam thì hai ông bà ngồi trong hõn như con khỉ nhìn đáy giếng. Còn đứa con thì trong mùa dịch bệnh thì lo vô cùng, bên kia phát dịch, bên đây cũng phát dịch, cứ điện thoại lo vô cùng, sợ mắc chết nhau rồi không gặp nhau tùm lum tùm la. Thì thấy khổ chưa? Đúng là con người ta có nhiều cái góc độ không thể nào sâu sắc được, không thể nào nhìn ra. Con mình sanh ra ở bên cạnh mình, chúng ta giảng nó đi tiếp nhận giáo dục, chúng ta nghe giáo dục, chúng ta dạy con mình nghiêm túc luôn. Chính bản thân mình là người rèn luyện con mình từ khi còn nhỏ luôn. Có nhiều người làm cha làm mẹ bây giờ cứ quan niệm này rất sai lầm. Cái quan niệm này là như đa dạng luôn quý vị. Trời ơi, đứa con mà nhỏ xíu xíu mà đưa đi học đệ tử quý, nít học đệ tử quý gì, biết cái gì đâu học đệ tử quý. Mai mốt nó lớn lên đi, 15, 16 tuổi, 20 tuổi đi cho nó học. Bây giờ đơn giản thôi một câu, cái cây lúc còn non việc uống nó dễ hay là cây già uống dễ? Chắc quý vị nói cây già uống dễ đúng không? Cây già uống nó bẻ cái gớp nó gãy mất tiêu rồi. Cây non nó mới mềm, mới bị bẻ, nó mềm, nó dẻo theo cái phương hướng của mình. Nên người xưa người ta để lên câu rất là hay: dạy con dạy lúc còn thơ, dạy vợ là dạy lúc ban sơ mới về. Lúc ban sơ mới về là phải dạy liền nó. Nên từ nó đó dạy là cái nghiêm túc đó. Nên cái việc mà vợ chồng đến với nhau, cái đêm mà động phòng là cái đêm dạy hay nhất. Còn bây giờ cái đêm động phòng thì nhậu xỉn te tu hết chứ, nó lạng hoạn rồi, nó cuối cùng nó đâu có dạy gì đâu thì nó quên mất tiêu rồi. Nên cái ban đầu đó mà dạy được là rất là hay. Thí dụ như đơn giản thôi, bây giờ cha mẹ sanh anh được cái thân này, cha mẹ cực lắm không? Bây giờ em về làm vợ anh, ba mẹ anh hơi khó tính đó em. Nó bây giờ dù cỡ nào em cũng chịu đựng nghe không, vì anh mà em chịu đựng đi, cha mẹ già rồi sống bao lâu nữa đâu, rồi mai mốt rồi mình khi anh chị đồ hay là các em ở nhà của mình cũng ra riêng thôi. Nhưng thời gian ở nhà làm dâu con em cố gắng, chứ đừng có để người ta nói này nói kia, nói chứ không tròn bổn phận thấy cũng kỳ. Thôi thì bây giờ làm dâu thì anh nói rõ ràng là ba mẹ anh rất là khó, tính tình tuổi già thay đổi này kia. Nhưng mà mình nghĩ cha mẹ sinh mình nuôi mình khôn lớn mà. Thôi bây giờ anh chịu đựng được thì em đã làm vợ anh thì em phải chịu đựng nghe không. Mình nói này nói kia đi, nó từ ban đầu nó hứa với mình, nó hứa với mình đàng hoàng hết trơn, nó vô cái kèo đó rồi. Nên đó là dạy lúc ban sơ mới về là gì đó, thấy không? Mình nói rõ ràng hết trơn rồi.
Nó còn thí dụ như trong gia đình mình có một đứa con gái mà mình đi có chồng thì cha mẹ mình không ai chăm lo. Thì bây giờ nếu quyết định cưới mình nói bây giờ em á thì gia đình có một người con thôi, mà bây giờ cha mẹ em thì lớn tuổi mà con gái mà cũng có chồng thì coi cũng được. Cha mẹ cũng lo, cha mẹ nói chòm sớm ta nói con gái mặt mày cũng sáng sủa mà không ai hỏi cưới gì hết trơn, nó vô duyên. Rồi để mai mốt là lỡ thờ người ta cười chê chết chắc ế ế trời ế ế còn sướng. Em ế thì tu còn ngon hơn, đúng không? Nên từ nơi đó mà ta sợ ế lắm. Bởi vì mình đi có chồng thì sao, mình nói với thằng chồng mình nói giờ ba mẹ bây giờ cũng lớn tuổi mà em đi có chồng thì anh cũng phải nhớ là bây giờ ba mẹ cũng còn chăm sóc được cho nhau. Nhưng mà cái việc mà sau này em về làm vợ thì lâu lâu em về nhà hoặc về nhà đồ anh phải chấp nhận nè. Cho em về nhà lỡ cha mẹ già yếu á, thì chúng ta có thể rước cha mẹ về chăm lo này kia, bổn phận làm con mà. Mình phải làm đúng cái lễ này để sau này con mình nó nhìn đến cái hành động của mình mà nó hiếu với mình chứ. Không, từ ban đầu mình mà nói vậy thử coi, nó ít gì nó cũng không có tệ đâu quý vị. Con người tiếp nhận giáo dục nó mới có được tư tưởng gì. Còn nếu như bây giờ nó không tiếp nhận giáo dục gì hết trơn, nó có biết gì đâu mà nó nói vậy. Nó vừa gặp với nhau là nó mê với nhau, nó muốn cưới liền không mà. Cưới liền đi làm chi, đi động phòng qua chút vậy thôi, có biết gì đâu. Nên cuối cùng có động phòng te tu hết trơn rồi, thời gian ngắn chia tay luôn. Nên bây giờ đến với nhau thì ầm ầm đám cưới làm linh đình. Trời ơi, không có tiền bạc cũng đi mượn vàng dòng đồ. Mình mà bắt tay với nhau làm xui gia, đúng ra mình nhìn gia đình người ta là mình biết gia đình của người ta có khi không có giàu. Cái người giàu mình nhìn người ta nó dễ biết lắm quý vị. Có khi mình nhìn ra cái gia đình có khi không được giàu gì mấy. Mình bây giờ mình muốn cho con mình với con người ta hạnh phúc, mình nói một câu anh chị ơi, cái quan trọng là con của mình đến với nhau hạnh phúc anh chị à. Chứ cái việc mà về đám hỏi đồ này kia mà tiền đồng, tiền này, tiền kia, tiền lúa gì đó thì là không có quan trọng quá đâu. Ví dụ như vàng dòng thì thật sự mà nói cưới con tôi về thì thật sự mà nói thì cái lễ chút đỉnh thôi, chứ không phải là mà không có vàng dòng mà đi mượn tiền lời thì kia để mua vàng mà nở mặt nở mày rồi cho nó xong rồi về rồi lột lại hết trơn. Cái này mới là cái mang tiếng mang tay thôi. Thà mình có nhiêu thì mình cho nhiêu, nhưng mà rõ ràng bên tôi không có đòi hỏi, miễn sao con tôi hạnh phúc là được rồi. Chứ không có làm khó làm dễ gì cái chuyện mà đi tiền cho bên đàn gái đồ này kia, cho nhiều này kia đâu. Trời ơi, mình như vậy mình mới là người hiểu đạo. Còn cái này mà mình mong ta đi tiền cho nhiều, có chút đỉnh tiền nhiều đó làm gì. Có khi nó về làm khó dễ con mình, hoặc nhà nghèo đi mượn tiền rồi về con mình cũng còng lưng mà làm đi trả tiền thì mình chi mất công. Bây giờ nó ưa có cái sự việc mà cưới xong về lột vàng con dâu lại lắm, lấy lại để mà trả nợ này kia vô nhà ta rồi, gạo nấu thành cơm rồi, hiểu không? Cái hành động nó sao làm cho mất hạnh phúc. Con trẻ nó đã không sự tín nhiệm, không tôn trọng cha mẹ thì làm sao gia đình này hạnh phúc không quý vị? Nên mới nói là giáo dục là nó phải là tiếp nhận được kìa. Gia hòa vạn sự hưng, thà cái gì nó rõ ràng đi, con người mình rõ ràng được rồi thôi, chứ đừng có bất chấp. Có nhiều người mà ta nói thấy đứa con nó nhỏ gái nó đẹp quá, không cưới liền uổng, cỡ nào cũng phải cố gắng cưới, uổng gì mà kỳ cục cái chợ. Cưới về thời gian nó chia tay nó ly dị thì cũng vậy thôi, hiểu không? Thà chúng ta phải nhận thức cho nó sâu sắc. Nên cái việc này quý vị nghe như Đức nói, quý vị thấy nó sâu sắc chưa? Nó xác thực vô cùng luôn. Bây giờ nhiều người đi cưới vợ gả chồng cho con, quý vị có nhiều người lớn tuổi trong đây, có những câu như Đức nói quý vị cũng thấy, ủa ông thầy này sống còn trẻ mà sao có nhiều cái sao ông sâu sắc dữ chợ. Ổng đâu phải là có vợ hoặc đi làm xui gia gì đâu mà sao sâu sắc như vậy. Thì mới nói là Phật Pháp là trí tuệ. Phật Pháp là trí tuệ là như vậy. Dù này Đức chưa trải qua cái chuyện mà cứ vợ gả chồng cho con, nhưng mà như Đức nuôi bao nhiêu trăm bà già thì quý vị biết không? Những Đức đã nghe bao nhiêu sự việc và sâu sắc bao nhiêu điều chưa? Nên từ nơi đó những Đức mới nói rằng là cái trường học của chùa mình á, mà nuôi người già này gọi là trường đại học tổng hợp á. Nó tổng hợp tất cả những môn học rồi. Còn quý vị học có cao cỡ nào, đi Nhật, đi Mỹ, đi nước nào học đi chăng nữa, chỉ có môn học à. Học đó nó không có xác thực. Còn cái môn học những Đức nó không có bằng cấp, nhưng mà cái bằng cấp này Phật A Di Đà ban, chứ quý vị không có cửa ban đâu. Trời ơi, cái bằng cấp người ta học ở đây là bằng cấp dữ lắm, đúng không? Ai đau chân cứ thẳng chân đi, mấy người lớn tuổi thẳng chân thoải mái sao. Nên á, từ nơi đó mà nuôi người già nó là một nền giáo dục chí thiện á. Thôi mỗi người già như Đức gặp, như Đức nói chuyện là họ cho như Đức tư tưởng à, họ nói cái này nói kia cho như Đức nghe, Đức kinh nghiệm đó. Nên từ nơi đó mà những Đức nói là quý thầy quý chú trong chùa mình, quý cô trong chùa mình nuôi người già nó là trí tuệ lắm.
ý nghĩa trong cái cuộc đời lớn vô cùng. Nên có những đứa con mà còn trẻ trẻ mà nó đi tu, nó phát tâm, nó vô chùa, mà nhất là những ngôi chùa mình á, là nó làm những việc có ý nghĩa trong cuộc đời quan trọng dữ lắm. Nó rất là quan trọng luôn á. Nên có những người ta trẻ trẻ ta đi về đây ta tu, ta bổ túc từ từ, cái ta nhìn ra cái vô thường, tự nhiên ta phát tâm vô chùa mình ta tu luôn à. Nên cái hội chúng trong chùa mình nó có một lượng người trẻ đông vô cùng, thấy không? Nó còn có những người ta đến đây người ta học đạo, rồi xong người ta về người ta cũng tiếp nhận Phật pháp, người ta có gia đình thì cũng tốt. Nó có gia đình thì cũng tốt, nhưng mà bây giờ nhà Đức thấy rồi quý vị ơi, cái việc mà vợ chồng đều đến với nhau không hạnh phúc nhiều quá, không được hạnh phúc. Đến với nhau một thời gian làm đám cưới linh đình ầm ầm, trăm năm hạnh phúc làm trời sùm. Vậy mà có mấy tháng sau đứa con gái cái mỏ xương dù dù đi về. Mỏ xương dù dù về đứng ngoài cửa không dám vô nhà. Ai à, ai khóc sùm vậy? Sao cái tiếng giống con mén quá vậy? Mén, sao mày đứng ở đó mày khóc vậy mén? Chồng mày đâu? Ba mẹ ơi, anh Quýnh con xưng cái mỏ rồi ba mẹ. Trời ơi, cái thằng này bị hổm, nó đến nó cưới thấy nó được quá mà không uống thuốc, không nhậu nhẹt gì hết trơn. Anh làm bộ đó ba mẹ ơi, cái gì anh cũng biết hết trơn. Thấy chưa, nó giả là giả quý vị ơi, nó giả là giả quý vị không? Nên ví dụ như bây giờ đi, những Đức hướng dẫn Phật pháp làm gì mà ngồi với các anh em, những Đức chơi thoải mái, những Đức chưa bao giờ quan điểm cái nghĩ là bây giờ những Đức ngồi vậy mai mốt nói mấy anh em sao nghe. Tôi ngồi tôi chơi bình thường, tôi có làm gì đâu mà nói nghe không nghe. Cái chuyện tôi ngồi chơi là tôi ngồi chơi, còn tôi xử lý là tôi xử lý à. Cái chuyện nó nói vòng vo à, tôi xử lý được, tôi ngồi chơi được à. Tôi ngồi chơi với mấy anh em có gì đâu, tôi gần gũi tôi chơi với mấy anh em. Không lẽ giờ tôi vô phòng tôi ngồi mình để tôi làm ông kẹ. Có nhiều người có một cái quan niệm là mình là người cấp cao thì mình phải có một cái địa vị gì của mình, nó không được ngồi cấp dưới. Không phải đâu, không phải là như vậy đâu. Bác Hồ đó bị coi, Bác Hồ có gì coi sao mà lãnh tụ cả một đất nước mà người dân bao nhiêu thời gian mà người ta vẫn là tôn xưng Bác Hồ muôn năm, thấy chưa? Nhìn tấm gương đó mà học đi. Phải sống giản dị, đơn giản mà làm được việc. Nghe không? Còn cái gì nghiêm khắc là cần nghiêm khắc là phải nghiêm khắc. Dạy con gia đình gì cũng dạy y ran như vậy. Thương vợ mình thương, nhưng mà cái gì mình nói không được, im gu liền, không dám ho hé luôn á, hiểu không? Còn mình thương là mình thương, mình chiều là mình chiều, à xin mua cái đó à, được mua đi, đòi mua cái son cái phấn à, mua đi. Nó mấy bà đàn bà mệt quá, nói vui vui vậy á, à, mà em thích cái vòng đeo tay này cái à, được mua đi, để dẫn đi mua, chiều nghe, chiều đàng hoàng nghe. Nhưng mà cái nói cái đó nói này kia, nói kia hỗn ẩu nè, không được nghe. Thấy được không? Được rồi đó. Cái nào nói được là được, cái này nói không được. Hiểu không? Tự nhiên im re liền. Tại ta thấy rõ ràng là cái gì mình chịu là chịu, cái gì không chịu là không chịu. Còn cái kiểu mà ngồi bên cạnh mình mà nói anh em của mình hay cha mẹ mình này kia, mình nói cái này mai mốt đừng có nói nữa nghe. Tại vì anh có thể nhận thức được cái việc gia đình của anh. Em đừng nên nói những cái chuyện này, nói vô mình phạm cái trách nhiệm của mình, nó không đúng. Đừng có nói gì nữa nghe không? Nói nó thành quen, mai mốt nó sẽ không tốt cho mình đó. Đừng nói nữa. Cái chuyện gia đình anh sẽ biết, tại vì anh là người sanh trong gia đình này mà. Gia đình anh biết hết, trong gia đình của anh chị em của anh biết hết. Nhưng mà mình có một gia đình riêng của mình, để một ngày nào mình sẽ có một gia đình riêng của mình. Còn em không được đụng vô cái chuyện gia đình của anh. Cứ làm tròn trách nhiệm của em đi. Mình nói một câu vậy người ta rất là sợ. Còn cái kiểu như mà bây giờ mình làm chồng mà vợ mình nó leo được á, nó chỉ điểm mình à, ông coi thấy không à, anh của ông thấy không, nó leo lên đầu lên cổ của ông, cha mẹ chia của cho ông nhiều ghê luôn. Còn vợ chồng mình có chút xíu cho cái mảnh đất rẻ rề, cho ông mảnh đất ngay mặt tiền, ông thấy chưa? Ông sao dại quá à? Ông không biết tranh cạnh gì chứ. Bởi gia đình này nghèo khổ là do tại ông mà ra, không mình mà gặp người đàn bà mà bên cạnh mà như vậy là tiêu. Người đàn bà đó nghĩ là gắn độc nguy hiểm à, nên chùa mình quý vị coi nữ đông y luôn á, mấy bà già gì, nóc nái ảnh ương gì. Trời đàn bà con gái đông mà vậy mà vẫn là giữ được cái trạng thái của chùa bình thường, không có ai mà dám nhiều chuyện nhiều điều bên cạnh như Đức. Những Đức mà ngồi mỗi lần ngồi hợp như Đức nói một câu nè, nhiều chuyện là không còn cái răng ăn cơm. Nói cái đó ai mà dám, chặn đầu chặn đít hết trơn rồi. Như Đức nói á, nói vui thì nói nhiều chuyện nhiều điều mà đến gần tôi mà nói người này người kia là không còn cái răng ăn cháo đó, như chưa cho mà biết đó. Nó chặn kiểu đó là sao dám mấy vị.
Nên chùa mình nữ nhiều vậy mấy bả nhiều chuyện là do chuyện của mấy bả, chứ có bao giờ dám đến gần nhân đức mà nói dòng do tam quát đâu, đúng không? Đó là gì? Đó là tiếp nhận giáo dục. Nó người đàn ông nó phải là mạnh mẽ và phải làm được những việc tốt trong gia đình của mình, rồi mình phải lo cho gia đình đàng hoàng. Cái người ta đi theo mình, vợ con nó được hạnh phúc. Quý vị coi cả chùa mình nó 800 người á, vậy mà người ta có người nào mà ta thiếu thốn đâu quý vị coi á. Bây giờ họ đến với mình, họ sống với mình, họ không có đi xin ai một cắc, họ không cần xin tiền nhà một cắc luôn. Còn bây giờ người ta đi làm vợ mình mà cuối cùng á, người ta phải về nhà người ta để moi móc tiền bạc đem về lo cho bản thân mình, vậy thì người ta sẽ xem thường mình thôi. Nên bản thân của người đàn ông mình nó phải có sự trượng phu một chút, mạnh mẽ một chút. Bây giờ như Đức lo cho chúng, quý vị thấy rõ ràng, quý vị hỏi tất cả chúng chùa mình đi, từ người xuất gia tới hàng cư sĩ nam, cư sĩ nữ, mấy bà cụ già, chưa bao giờ những Đức nói kêu họ đi xin ai một cắc nào luôn. Thì như vậy thì mình mới nói người ta được, mình sắp xếp người ta được chứ, đúng không? Nó nên cái tiếp nhận giáo dục nó quan trọng lắm quý vị. Những điều như Đức nói rất là đơn giản, nhưng mà nó là một cái xác thực và có sự làm trong đó. Nó xác thực 100% luôn. Nên quý vị đi về đây, quý vị tu học, quý vị nghe Phật pháp mỗi ngày á, quý vị sẽ xây dựng cái chính hành động của mình là gia đình mình thịnh vượng. Giống như cái cô kia nói rằng gia đình con tự nhiên hòa thuận cái làm ăn phát đạt, thầy ơi, 100% luôn. Khi hòa thuận làm ăn nó mới phát đạt. Còn gia đình mà nó không hòa thuận là mặt chồng chồng xài, mặt vợ vợ xài, sạch nhất. Nó còn nếu như bây giờ mình muốn hòa thuận mà người ta không hòa thuận thì sao? Là nghiệp duyên thôi. Bây giờ mình phải cố gắng thôi. Mình cố gắng mình tập niệm Phật luôn, để gì mình bay luôn về cực lạc. Chứ ở đây là không xây dựng được rồi, hiểu không? Đó, mình về cực lạc luôn chứ đây mình không xây dựng được rồi. Còn nếu như giờ làm gương được thì xây dựng một gia đình ở Ta Bà này, đến chi để làm gương cho người ta nhìn người tu đặc biệt, đó là đủ duyên. Còn bây giờ mình muốn xây dựng mà nó không chịu xây dựng, nó quậy te tua, mình cũng vẫn sống tốt đẹp. Mình cũng phải niệm Phật để chi mình bay về thẳng về cực lạc luôn, mình xây dựng thế giới cực lạc quê nhà của mình luôn. Chứ ai mà đeo đẳng thế làm chi? Không phải là những Đức nói nó bị chết cứng nha, nói vậy rồi cứ đeo theo hoài, đeo tới mà tóc bạc phơ luôn thì cuối cùng quý vị không được một cái gì, đúng không? Nên mục tiêu chính nhất của con người nghe đạo là gì? Phải giải thoát. Cái thế gian này đâu có tồn tại đâu, đâu có tồn tại gì đâu. Nên chúng ta chỉ cần hết lòng hết dạ đến với nhau là được rồi. Nên quý vị về đây nè, tu nhà Đức đã có một tư tưởng, quý vị coi. Trước hai ngày là nhà Đức đã lên cái lịch chia sẻ Phật pháp rồi. Nên tại sao mà nhà Đức làm cái gì nó khỏe, nhà Đức là gì? Mấy anh em đi chơi là nhà Đức giảng 5 buổi là nhà Đức để trên mạng sẵn hết, tới giờ nó phát lên trên, đúng không? Nó không bị mắc mát cái gì quý vị mà không nghe pháp được, thấy chưa? Còn trước đó hai ngày là những Đức, ví dụ như nay 30/4 là 3 buổi là 3 cái đề những Đức làm sẵn. Rồi 1 tháng 5 ngày mai là 4 cái đề là những Đức làm sẵn. 3 đề những Đức làm sẵn hết trơn vậy đó. Rồi xong hết trơn rồi, tới giờ là cứ vô kèo thôi. Chứ có gì đâu mà chạy lung tung, đúng không? Nó nên phải re, rồi giờ này mình nói chuyện xong mình lễ vặn thờ, ra bóng sanh cúng lý thực. Không sanh cũng nếu thực xong, bắt đầu là chúng ta ăn cơm xong chiều chúng ta tiếp tục một tăng nữa. Nghĩa là ông thầy chịu chơi nghe, chơi tới bờ tới bến luôn, thấy không? Xong bắt đầu là tối, bắt đầu là mình xuống dưới mình tiếp tục làm gì? Uống bổ. Không, người ta bố trí nhân sự nghe, là từ bữa nay cho tới thứ ba, cho nó kệ ai ở được thì ở kệ người ta, nhưng mà chắc chắn là hai ngày là thứ bảy chủ nhật là sẽ đông nhất, còn có một số người ta sẽ ở lại thêm thứ hai thứ ba ít thôi. Nhưng mà mình sẽ mỗi buổi tối mình sẽ pha bột cho người ta uống luôn. Mình dùng cái câu là mình dùng ké, thấy không? Nó nên từ nơi đó mà thấy không, nó tính trước hết trơn, nhân sự sắp sẵn hết trơn rồi, cứ tới ngày giờ là cứ vô vị trí làm việc à, thấy không? Con người sống á, phải biết lo những việc cần lo thì không có cái khổ gần. Cái việc cần lo làm được thì lo, còn làm được lo làm chi? Nên những Đức nói cái việc làm không được thì buông ra, niệm A Di Đà Phật. Còn bây giờ kia quý vị nói người biết lo xa thì không có khổ gần, ông thầy ông nói rõ ràng như vậy. Thôi về gác chân lên chán lo hoài, lo không được cũng lo, thầy kêu lo thì phải lo, lo hoài lo với khờ luôn, thấy không? Nên nói lo cái mà làm được mới lo, còn cái mà làm được đừng có lo. Bây giờ cái việc mà ông chồng ông đi nhậu nhẹt mình nói ông không được, lo gì à? Nó đi nhậu nhẹt thì nó biết đi thì nó biết gì chứ. Tự nhiên nó đi nhậu nhẹt xong cái rồi mình nằm ở nhà mình ngủ không được. Mình nói rằng ổng đi nhậu nhẹt vậy không biết có chuyện gì với ổng không. Cứ là người ta đi nhậu, người ta đi chơi, mình nằm ở nhà mình chèo queo cái mặt buồn so. Thì nó về nó vừa gặp mình nó nói mày lại đây tao quýnh vô mặt mày vài cái coi. Mày
tao đi ra ngoài tao thấy sao đứa nào nó cũng tươi rói à, mà tao về nhà tao nhìn cái mặt mày sao tao thấy cái mồi mà nó nghèo gì đâu, mà nó nghèo không thể nào mà tưởng tượng được. Vợ ô là vợ tại mày mà nghèo sơ nghèo xác, không ai tôn trọng tao tại mày. Vợ ơi, mày lại ở đây tao vọng vô mặt mày về cái coi, thấy không, nó gặp mặt mình nó ghét. Còn mình bây giờ mình biết tu rồi, nó nhậu nhạt mà nói nó không nghe đúng không, mày kệ mày, mày nhậu đi, tao ở nhà tao a di đà phật, a di đà phật, thấy không, a di đà phật, mình niệm phật, mình niệm phật xong mình nấu đồ ăn, mình ăn chay đồ, mình ăn cho nó ngon, thấy không. Rồi càng thiết mình mua vài cái kem mình về mình nhâm nhi mình ăn mình chơi, đúng không, mình dạy gì mình đi khổ chi, thấy không, kệ mày, mày đi nhậu đâu mà nhậu kệ mày. Rồi xong á mình nói vừa về mình nằm mình ngủ ngon lành, ngủ ngon lành mình thức dậy mặt dễ thương, ngủ thức dậy mặt à nó dạ, thấy không, thấy còn nó dễ thương còn kia mình ngồi đó mình cho họ ngồi ngay cái cửa, giờ này mà chưa về không biết có chuyện gì xảy ra không, chàng ơi không có chuyện gì xảy ra hay không. Cầu cái điện thoại bấm. Alo chàng ơi, chàng anh ở đâu vậy? Ê thấy nó khổ chưa? Này tắt máy mày, tao đang chơi với bạn bè mày cứ điện thoại hoài làm mất hứng, thấy không? Nó coi thường mình liền vì sao? Vì mình đeo theo quá người ta coi thường ngược lại. Nên mình bây giờ thấy không, mình nói không được đúng không? Mình ở nhà mình cứ lo mình ăn ngon ngủ yên rồi sắc diện cho nó thoải mái sáng sủa, đồ tóc tai đồ cho ngon lành đúng không. Trời ơi trời, nó đi đâu nó về nó vừa gặp vợ cái này, bởi vì đi đâu cũng không bằng vợ mình, thấy không, sao mình bị bỏ đưa được, do ghen tuông do buồn mà sơ sát mặt mày té tua, khi buồn chán rồi thì mặt mày sạm hết, mụn nổi đầy trên mặt, tóc tai bung sùm, trời ơi thấy ghê. Bởi vì người ta bỏ là phải rồi, bởi vì mình không biết cách sống. Mình là người tu, cái sống mình phải đạt hơn người ta, tuyệt vời hơn người ta, phải sống ý nghĩa hơn người ta. Chứ ai đi sống khổ làm gì, người tu đạo mà ai đi sống khổ. Người tu đạo mà sống khổ là quá dại. Cái giáo pháp của Đức Phật dạy là chúng ta sống vui vẻ tự tại nè. Vì gì bị nghe đúng không? Đúng là nghe mà. Ôi nghe mà còn về mà khổ nó thì vừa tội đi. Thấy không, mấy bà đây sồn sồn nhiều, mấy bà biết nha. Sống mấy bà cười nhiều đi. Người phụ nữ người ta xem như một loài hoa vậy đó. Người phụ nữ là phải thường cười. Vô chùa thì cười quá trời luôn, mà về nhà thì đi tu hai ngày, đi lễ về hai ngày, vừa biết tới, bước tới nhà cái thấy chén bát nồi son nó liệng tùm lum hết trơn. Hai ngày lễ nó nhà nó nghĩ nó nhậu ta tơ bờ qua lá, về gặp chầu ô chén bát nồi thao nó liệng tùm lum. Mình tu an lạc mình về phải lấy cái an lạc này áp dụng trong nhà liền. Vừa về gặp chén bát nó liệng tùm lum, a di đà phật, a di thấy không, lụm cái chén, mình lụm cái chén từ ở cửa này tới cửa kia, mình đi lụm lụm từng cái nồi, quét nhà đồ, mình quét nhà mình vừa có chén a di đà phật, a di đà phật, vui mừng vui quá vui. Hai ngày lễ đi lên chùa Hộ Pháp tu vô cùng là vui vui. Vui thì phải áp dụng vô cái gia đình lộn xộn này nè, mà nó được vui thì Phật pháp nó ý nghĩa rồi. Bây giờ quý vị đi đến đây nghe những Đức nói mới vui, mà vừa về nhà gặp cái cảnh chồng đang ngồi nhậu bê tha, mình bước vô trời là trời, đi vô đây tu hai ngày vui, mà về một cái tu vừa vô nhà này một cái là tu sạch sẽ hết trơn. Sạch sẽ là tại mình chứ đâu phải tại nó đâu. Người ta đàn ông mà ta ăn nhậu cay đắng mà người ta vẫn ăn nhậu được, còn mình không dùng được mà mình tức hả? Không, họ ăn nhậu cay đắng họ làm được, còn mình thì đi niệm Phật ngọt ngào thì mình lo mình niệm đi. Mà mình về mình nói cái thứ gì tối ngày ăn nhậu mày ăn giết mày chết đi. Không, đó là mình bậy rồi. Mình bậy rồi nên gặp chồng nhậu, nhậu đi anh gái nhậu đi, anh mà nhậu mà anh chết sớm là sau này em có thằng khác. Nói thẳng cho nghe luôn, có thằng nói vòng vo chứ, thấy không? Nói thiệt cho anh biết nghe, em đi ra ngoài chào ô sao ai cũng nhìn hết trơn, ồ ghê luôn. Có chồng rồi mà sao cũng có duyên nó sợ luôn.
Đi vô chùa tu vậy mà có ba đen nó cũng đeo theo hoài. Nên nói ông mà ông nhậu đi, ông mà mai mốt mà ông chết sớm thì tôi có chồng khác á, gán mà chịu á nghe. Nói ông lo ông tu hành đi thì ông có được vợ thì lâu dài, chứ ông mà đi sớm là tôi có chồng khác cho ông biết. Cái cách người tu của mình nó rất tự tại, nó rất vui. Con người như vậy thì nó như hoa vậy đó quý vị, hiểu không? Lúc nào nó cũng có một cái tần số sống tuyệt vời. Còn nếu như quý vị bây giờ héo hon lại bị thua rồi đó, thất bại rồi đó, không phải là do tại ông chồng đâu mà vậy, tại mình. Thấy không? Cái nền giáo dục của Phật đạo quý vị thấy gần gũi chưa? Nên tiếp nhận nền giáo dục này là tiếp nhận nền giáo dục lành mạnh, nhất định sẽ sống an vui và tự tại nha. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh